Ngày 28 tháng 11, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đã ký văn bản về việc tổ chức thí điểm hoạt động phố đêm Trung Sơn gắn với phát triển du lịch tại huyện Bình Chánh. Ủy ban Nhân dân huyện Bình Chánh được giao chủ động làm việc với các sở ngành đơn vị có liên quan, tiếp thu ý kiến, xây dựng và hoàn chỉnh nội dung, đề án tổ chức thí điểm hoạt động phố đêm Trung Sơn gắn với phát triển du lịch tại huyện Bình Chánh. Đề án tổ chức thí điểm hoạt động phố đêm Trung Sơn từ vỉa hè đường số 1 đến giáp rạch Ông Lớn, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Phố đêm hoạt động từ 18 giờ đến 24 giờ hàng ngày, tổng diện tích 26.373 m². Trong dự án có 252 gian hàng, gồm 92 gian hàng ẩm thực cố định, 91 gian hàng thương mại, 19 gian hàng xe hàng ẩm thực, 50 gian hàng trải nghiệm, quà lưu niệm. Ngoài ra còn có 1.062 m² bố trí làm khu vui chơi trẻ em, thể dục thể thao và 4.912 m² làm quảng trường. Dự kiến kinh phí đầu tư xây dựng trước thuế là hơn 23 tỷ đồng, dự toán doanh thu khai thác 5 năm là hơn 53 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến sau 5 năm khai thác là hơn 25 tỷ đồng. Chiều ngày 28 tháng 11, Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở vừa được Quốc hội thông qua với 386 đại biểu tán thành, chiếm 78,14% tổng số đại biểu. Theo luật, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được thành lập trên cơ sở thống nhất 3 lực lượng, gồm bảo vệ dân phố, công an xã bán chuyên trách, đang được tiếp tục sử dụng và đội trưởng, đội phó, đội dân phòng. Lực lượng này được bố trí ở thôn, tổ dân phố do chính quyền địa phương thành lập trên cơ sở tự nguyện của người dân. Để hỗ trợ công an xã, phường, thị trấn, giúp Ủy ban Nhân dân cung cấp trong bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Theo báo cáo của chính phủ, mức chi bảo đảm hoạt động cho các lực lượng này hiện nay là khoảng 3.570 tỷ đồng một năm, trung bình một tỉnh thành phố chi trả khoảng 56,7 tỷ đồng một năm, tương ứng khoảng 4,7 tỷ đồng một tháng. Để triển khai lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở theo luật vừa được thông qua, nếu mỗi thôn, tổ dân phố đều thành lập tổ bảo vệ an ninh trật tự, thì dự kiến cần ít nhất 254.163 người tham gia tính đến tháng 12 năm 2022. Toàn quốc có 84.721 thôn, tổ dân phố, mỗi tổ cần ít nhất 3 người và dự kiến tổng kinh phí cần chi để bảo đảm hoạt động của các tổ này là 3.505 tỷ đồng một năm. Trung bình một tỉnh thành phố cần khoảng 55,6 tỷ đồng một năm, tương ứng khoảng 4,6 tỷ đồng một tháng. Ngày 28 tháng 11, Công an quận 12 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án khởi tố bị can Trần Văn Triệu, sinh năm 2006, ngụ tỉnh Hậu Giang, về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Trước đó tối ngày 15 tháng 11, một thanh niên sinh năm 2008, ngụ quận 12, lái xe máy đến khu đất trống ở đường TMT7A, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, thì Triệu chặn xe và tự xưng là cảnh sát hình sự, nói nạn nhân tụ tập đua xe trái phép sẽ bị phạt 8 triệu đồng. Triệu đưa nạn nhân tới bãi đất trống phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 để cưỡng đoạt 500.000 đồng. Sau đó tiếp tục đưa nạn nhân tới căn nhà ở đường Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, quận 12, rồi cưỡng đoạt một điện thoại di động và tẩu thoát. Qua làm việc, Triệu khai cưỡng đoạt tài sản để lấy tiền tiêu xài. Ngày 28 tháng 11, liên quan tới vụ việc nhóm Bông Hồng Đen ở phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng tự ý lấy mẫu máu của nhiều học sinh để xét nghiệm HIV, đại diện công an quận Đồ Sơn cho biết, qua điều tra cho thấy chưa đủ căn cứ xác định nhóm này vi phạm hình sự mà chỉ vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Do đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Đồ Sơn quyết định không khởi tố vụ án và không khởi tố bị can trong vụ việc này. Trong khi đó, liên quan tới hoạt động của nhóm Bông Hồng Đen, ngày 24 tháng 8 vừa qua, Thanh tra Sở Y tế Hải Phòng đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với bà Đinh Thị Úc, 52 tuổi, ở phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn, là trưởng nhóm điều hành nhóm Bông Hồng Đen do vi phạm trong lĩnh vực y tế. Hành vi vi phạm của nhóm Bông Hồng Đen được xác định là đã lấy mẫu máu để làm xét nghiệm HIV đối với người dưới 15 tuổi khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp. Quyết định xử phạt trên được ban hành dựa trên kết quả làm việc và kiểm tra của Sở Y tế Hải Phòng đối với nhóm Bông Hồng Đen và một số học sinh bị lấy mẫu xét nghiệm tại quận Đồ Sơn. Chiều ngày 28 tháng 11,
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo trên đất liền, từ khoảng chiều ngày 30 tháng 11, bộ phận không khí lạnh này sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng lần lượt đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Từ khoảng ngày 1 tháng 12, nền nhiệt ở miền Bắc sẽ giảm mạnh hơn khi nằm sâu trong các đợt sóng không khí lạnh. Cơ quan khí tượng nhận định, trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xuống còn 16 đến 19 độ C là mức phổ biến nên gây rét. Riêng vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 12 đến 15 độ C. Vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C, rét đậm.